Thì một cái đa thức á, mình đưa nó dưới dạng tích. Đấy, ví dụ như chẳng hạn A nhân B cộng A nhân C thì bằng A nhân B cộng C. Thì cái quá trình này chúng ta đã viết ra thành nhân tử thứ nhất và nhân tử thứ hai này. Hay thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai này. Đó. Đó. Thì quá trình này chúng ta đưa được từ tổng về tích. Thì người ta gọi cái quá trình này là quá trình phân tích đa thức thành nhân gì? Nhân tử. Đây, phép nhân này. Rồi. Thế thì cái mấu chốt của nó chúng ta có chú ý cho thầy cái công thức người ta cho đó là A nhân B cộng A nhân C thì bằng A nhân mở ngoặc gì ạ? Con nhỉ? B cộng gì? Cộng C. Đây là kiến thức của toàn cái phần phương pháp này. Người ta dựa mấu chốt và chủ yếu là sử dụng cái tính chất phân phối nhá. Hoặc A nhân B cộng A nhân C trừ A nhân D thì bằng A nhân mở ngoặc gì con? Hả? Kiên nhỉ? Kiên nói thầy nghe. Sẽ bằng gì? Con đọc to vào. Đâu? A nhân lên rồi con tập trung vào đi. Con đọc tiếp cho trong ngoặc thôi. Là B cộng gì? Rồi. Được chưa? Nghe thầy giáo gọi đến là nghe các con căng thẳng thế. Thầy ghê gớm lắm à. Thế học mình loát cùng một cái nội dung đi. Rồi tiếp nha. Chúng ta sẽ đưa ra một số các cái bài toán nhỏ như này. Chúng ta sẽ đến với bài toán số 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Rồi chúng ta sẽ đến với bài 1 là phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Thì cái mấu chốt của nó là người ta sử dụng cái tính chất phân phối. Đấy, đưa cái thừa số chung ra ngoài. Đấy, đưa thừa số chung ra ngoài Kiên ạ. Nhá. Đấy, con phải nhanh nhẹn lên. Đấy, con đưa ra ngoài và sẽ đưa nó về thành tích chưa? Đúng không? Đấy, cái mấu chốt của nó nằm ở đây. Thì thầy giáo sẽ cho phần A. Phần A chẳng hạn là chúng ta sẽ có là x nhân y cộng x nhân z bình phương thì cái đa thức này chúng ta đưa về thành tích sẽ bằng gì con? Có thừa số chung là gì nhỉ? À, x đấy là cái dung kiến thức của tiểu học mà. Cái phương pháp đầu tiên người ta gọi là phương pháp đặt nhân tử chung ấy. Nhân tử chung thực ra nó chính là bản chất của nó là tính chất phân phối. Đấy, chúng ta sẽ nhận thấy là đây là có cái chung là x chứ, cứ chung thì mình đưa ra ngoài đúng không? Đó. À, bây giờ mình học các cái từ ngữ ngôn ngữ nó mới hơn một chút thôi, còn bản chất nó vẫn thế. Mình đưa cái thừa số chung ra ngoài hay gọi là nhân tử chung, có đặt nhân tử chung đó, nhân tử x ra ngoài thì bên trong sẽ còn lại là gì? Đây, y cộng z bình rất đơn giản, nó như kiểu có trò ghép hình của ta thôi mà, đúng không? Đây bản chất nó chúng ta làm bao nhiêu dạng và bao ngày tháng rồi, cái này nó lạ gì? Có phải không ạ? À, bây giờ mình phát triển nó lại chữ thôi. Tiếp ạ. À. Phần B chẳng hạn, thầy giáo sẽ có là x y bình z mũ 5 cộng 2 lần x y mũ 3 z mũ 2 thì bằng cái gì? Thì tới đây các con nhận thấy là khi mình học về hàng đẳng thức ấy thì AB ở đây nó là một đa thức, một biểu thức, đúng không? Thì con phải nhìn xem đây bây giờ em được đẩy lên một chút là những gì chung, à những gì chung nhỉ? X chung, y cũng chung, mà z cũng gì? Ủa thì đưa tất cả không? Đúng rồi ạ, nếu mình đưa x ra thì được, nếu mình đưa y ra ở đây là y bình, ở đây y mũ 3 thì mình chỉ đưa được gì ra ngoài thôi? Y bình. Đúng rồi ạ, vì bản chất của nó chỉ lấy được nhỏ ra thôi. Thì chung nhá, chúng ta nhớ cái từ chung này, từ chung này tức là chung là có thể đáp ứng chung. Tôi lấy ví dụ như chẳng hạn bạn này có 2 cái kẹo, bạn này có 3 cái kẹo, nếu muốn chung thì chung mấy cái kẹo thôi, 2 cái mang ra chung 3 cái, anh này có mỗi mũ 2 làm sao đủ được, có đúng không? Đấy, cho nó chính là bản chất của lũy thừa. Mình tách ra y mũ 3 là y mũ 2 nhân y này, z mũ 5 và z bình thì chỉ chung là gì thôi?
Z gì? À, Z bình ở cái chỗ này sẽ tách ra. À, mình sẽ hiểu luôn là Z bình nhân Z mũ 3. Như vậy bắt đầu nha, mình sẽ nhìn thấy chung này. Như vậy mình sẽ chọn lũy thừa nhỏ tí, số mũ nhỏ nhất, đúng không? X này, Y thì chọn Y bình, Z thì chọn Z bình. Sau đó con nhìn vào đây con thấy ngay, nhấc X ra rồi, rồi cho anh nhấc Y bình ra rồi, Y mũ 5 mà nhấc Z mũ 2 ra rồi, còn Z mũ mấy á? Z mũ 3. Hết chưa? Cộng 2 lần X ra rồi, Y bình lấy Y rồi, thì còn Y mũ mấy á? Mũ 1. Lấy Z bình của thằng này ra rồi thì hết chưa? Có vào không ạ? Hiểu được không? Đấy, bản chất của nó là chính là người ta tách phép tính lũy thừa. Nhưng mà trình độ level lớp 8 rồi thì không ai mà đi diễn giải phép tính cái ra, trong này đọc lâu quá. Đúng không? Phần C. Năm x mũ 3 y mũ 2 z mũ 6 trừ 15 x mũ 2 y mũ 3 z mũ 5 cộng 25 x y mũ 4 z mũ 7. À, rồi thì chúng ta xem thừa số chung của chúng ta là gì. À, bài lúc trước này, phần B hệ số là 1 này, hệ số đây là 2, nhưng bài đây hệ số là 5, 15 và 25. Mình có thể đưa được thừa số chung là mấy? Tốt, mình dịch thế cho là dễ nha. Đó, mình cứ viết thằng chung ra ngoài. Tiếp, x mũ 3, x bình, x thì mình sẽ chọn x, ok, đúng rồi, chọn nhỏ nhất, đúng không? Y bình, y mũ 3 và y mũ 4 mình chọn y bình rồi. Y mũ 6, y mũ 5, y mũ 7 chọn à Z đúng không? Chọn Z mũ mấy ạ? Mũ 5. Đấy, rồi mình đặt chung ra ngoài xong. 5 mà đặt 5 ra rồi, hết. X mũ 3 mà đặt x ra rồi thì còn x bình. Đấy, con chia được ngay. Y mũ 2 mà đặt y mũ 2 ra rồi hết. Z mũ 6 đặt Z mũ 5 ra rồi thì còn Z. Tức là Z mũ 6 chia Z mũ 5 thì được Z đấy. Tiếp này. Âm 15 chính là 5 nhân 3 không? Mình đưa 5 ra rồi thì còn trừ mấy nào? Trừ 3. Đấy là đây phép trừ của đồ bài nhá. 15 mà 5 nhân 3 không? Đưa 5 ra rồi còn 3. X bình. Đưa x ra rồi thì còn x. Y mũ 3. Đưa y bình ra rồi thì còn y. Con chia này thì còn lấy cái này con chia ở đây để tạm. Đúng không? Z mũ 5 mà lấy Z mũ 5 ra rồi. Hết. Cộng. 25 là đưa 5 ra thì 25 là 5 nhân 5 không? Tức là 25 chia 5 thì còn mấy đây? Ai tư duy thế được, tùy mình, đúng không? X đặt x ra rồi hết, y mũ 4 đặt y bình ra rồi thì còn y bình. Z mũ 7 đặt z mũ 5 ra rồi thì còn z bình. Ok chưa con? Dễ không? Trong bài tương tự không? À, thầy giáo đã cho con trèo cao lên đúng không? Nhờ. Trong bài tương tự không ạ? Không ạ, dễ đúng không? Vâng, cho một bài tương tự một chút đi. D 4 x bình y mũ 3 z mũ 5 trừ 6 x y mũ 4 z bình phương cộng 8 x mũ 3 y bình z mũ 4 bằng. Tắt hộ micro của bạn Minh Quân đi nha. Minh Quân lại cứ bật mic như thế. Minh Quân bốn sáu tám thừa chung là 2, x bình x và x mũ 3 bạn đưa thừa chung là x, y mũ 3 y mũ 4 và y bình bạn đưa thừa chung là y bình rồi. Z mũ 5, Z bình và Z mũ 4 chọn Z bình. Phương pháp đã được chưa đã? Rồi, bắt đầu đưa vào chung. Nào bạn sai đâu? 4 đưa 2 ra rồi còn 2. X bình đưa x ra rồi thì còn x. Y mũ 3 đưa y bình ra rồi thì còn y. Z mũ 5 đưa Z bình ra rồi thì còn Z. Nhưng các con lưu ý thầy đã ghi x thường thì các con phải ghi x thường theo thầy nhé.
vì x thường và x y loa nó khác nhau, đúng không? Rồi tiếp, âm 6 mà đưa 2 ra rồi còn âm 3, x đưa x ra rồi hết, y 4 đưa y bình ra rồi thì còn y bình, z bình đưa z bình ra rồi hết, được chưa? Tiếp 8 là 2 nhân 4 đưa 2 rồi còn 4, x mũ 3 đưa x ra rồi thì còn x bình, y bình đưa y bình ra rồi thì còn hết, z mũ 4 đưa z bình ra rồi được z bình, được chưa? Các bạn để ý vào, các bạn con nhìn nhầm à? Chỗ nào? Có thắc mắc gì ạ? Hả? Ổn chưa? Có ý kiến gì nữa không ạ? Rồi, thì theo cho phần E như thế này. Sáu a cộng b mũ 3 trừ 18 a cộng b mũ 2 cộng 3 lần a cộng b. Rồi, thì các con nhận thấy cái này đưa về tích là gì? A cộng b chính xác. Còn gì nữa không? 6, 18 và 3. À, có thể đưa 3 ra ngoài, đưa a cộng b ra ngoài nữa. Rồi, bên trong dùng ngoặc vuông để chứa ngoặc tròn. 6 đưa 3 ra rồi, 6 là 3 nhân 2 ấy, hoặc là 6 chia 3 còn mấy? Còn 2, tùy các con tư duy. A cộng b bình phương đưa a cộng b ra rồi thì còn a cộng b bình phương, thì nào loát nhanh quá lại đọc lại kết quả đúng không? Đây là mũ 3. Đúng không nào? Vâng. Âm 18 chia 3 là âm mấy ạ? Âm 6. Đấy, tùy các con tư duy. Thầy nào tách thầy nào nhìn thấy ngay là 3 nhân 6 là 3 còn 6. A cộng b bình đưa a cộng b ra rồi thì còn a cộng b số 3 và đưa a cộng b ra rồi thì còn mấy? À, vâng, thì chất phân phối quen thuộc chúng ta làm toán nâng cao quá nhiều rồi, nó không còn số nào mình hiểu, nó còn một đúng không, thì bất kỳ nào ghi được một, ngon chưa, có hiểu được không ạ? À vâng, cho một chút nâng cao đi một chút để chúng ta nhìn nó tinh hơn. Phần G ba lần a cộng b mũ 3 trừ đi 9 lần a bình, để cho trừ đi, trừ 2ab cộng b bình phương cộng với 15 lần a trừ b. Thì theo các con bài này có thể đưa được về thành tích không? Biết sao sao đưa thành tích được nhỉ? Thằng này này, thằng này là hằng thức số 2 này, a trừ b bình này, thế nào nó xuất hiện toàn bộ a trừ b giống nhau không? Và có cả nhân tử chung là số mấy nữa nè, 3, 9, 15 nhân tử chung là bao nhiêu nữa, số 3 nữa đúng không? Ok, như vậy chúng ta sẽ viết lại là 3 nhân a trừ b mũ 3 trừ 9 lần a trừ b bình phương cộng 15 lần a trừ b bằng đặt 3 lần a trừ b ra ngoài. Rồi bên trong sẽ còn lại là, mời một bạn online trả lời thầy nào bên trong sẽ còn lại là gì nào? Vâng, thầy mời bạn Hải Anh nào. Em đây ạ. Ừ. Nào đặt 3AB ra ngoài thì cái này còn gì ạ? Em thấy là còn A A trừ trừ đi B A mũ trừ 7. A trừ B mũ 3. Ở đâu? Mũ 3 mà đặt A trừ B ra rồi. Nào đặt mũ 1 ra rồi. Thì còn mũ Mà mấy thôi. còn mũ 2 ạ. Rồi tiếp, con nhìn đi, đây hạng nhân tử này tiếp theo, hạng tử này đặt 9 mà đặt 3 là rồi còn gì? Trừ đi Ba 3. trừ ba Tiếp 3 lần gì nữa? à, ba lần a trừ b A trừ B rồi. Tiếp cộng cộng với cả cộng với cả năm chính xác. Thế là chúng ta đã đưa về thành tích thành công chưa? Đúng không? Quá đơn giản nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đến với bài số 2, cái ứng dụng của nó như bài 1.1 đi. Tích chi và hạng được gì? Tìm x nhé.
Rồi, tôi sẽ cho hai bài tập mẫu. Bài phần A chẳng hạn. Thì thầy có x bình phương trừ đi 5 lần x bằng 0. Rồi. Đây là một thể loại toán vô cùng quen thuộc. À, từ lớp 6 được làm quen, chúng ta dùng tính chất phân phối đưa nó về thành gì ạ? Thành tích. Nhưng bây giờ mình biết ngay hai thằng này có gì là nhân tử chung. Để mình đưa nó về dạng tích bằng 0, đúng không? Vâng, đặt x ra ngoài, về trái đặt x ra ngoài. Thì bên trong sẽ cái x bình mà đặt x ra rồi thì còn x, cái này đặt x ra rồi thì còn trừ mấy ạ? Trừ 5 bằng 0. Và tới đây là chúng ta thành bài toán tìm x khi tích của nó bằng 0. Chúng ta có hai trường hợp. Thì thầy giáo nhắc các con đây là cái dấu này người ta gọi là dấu hoặc trong toán học. Dấu hoặc ấy, tức là x bằng 0 cũng đúng mà y x bằng trừ 5 cũng đúng. Tôi sẽ giải thích một chút về cái ký hiệu này nhé. Tức là gì ạ? Đây nó chính là cái bài toán thể hiện dấu hoặc của nó đây. Tức là nếu x bằng 0 thì bài toán là trên đúng không? X bằng 0 thì nhân cái này x trừ 5 một tỷ để chân nữa vẫn bằng 0. Nếu x trừ 5 bằng 0 thì cũng chả phụ thuộc vào x, thì tích này vẫn bằng 0. Thì như vậy là cái dấu hoặc tức là x bằng 0 cũng được mà x trừ 5 bằng 0 cũng thế cũng được. Giống như con đi học, hôm nay nhà trường không yêu cầu mặc đồng phục thì con có thể mặc áo màu xanh cũng được, mặc áo màu đỏ cũng thế cũng được, đúng không? Ví dụ thế, có hiểu không nào? Đấy, thì hai trường hợp này đúng, đây gọi là ký hiệu hoặc nhé. Thì bình thường mình phải ghi là trường hợp 1 x bằng 0 xong mình giải, trường hợp 2 x trừ 5 bằng 0. Nhưng bây giờ lớp 8 mà mình sẽ học luôn ký hiệu này, được chưa? Đấy là các thầy cô cũng sẽ chấp nhận là hai trường hợp, ok, được chưa? Rồi, thì tới đây chúng ta sẽ suy ra x bằng 0, cái này chuyển vế là x bằng mấy ạ? Bằng 5, và chúng ta có mấy giá trị của x ạ? Tìm được mấy giá trị của x làm cho bài toán này đúng ạ? À, x bằng 0 hoặc x bằng 5. Rồi, thầy sẽ cho một bài nữa mà các em lớp dưới sẽ không làm được, mà chỉ có mình làm được thôi. Đó là bài như sau. X bình trừ đi 6x cộng 9 cộng với x trừ 3 bằng 0. Đấy, nhưng mà bài này thì đương nhiên lớp 6 nó sẽ biết làm. Bây giờ mình học lớp 8 mình phải học hơn một chút vậy, đúng không? À, muốn bài này làm được mà nó có dạng bằng 0 thì con nhìn thấy ngay đây có phải hằng thức không? Hằng thức số 2 này là bình phương của một hiệu này. Nó chính nó xuất hiện cái này, đúng không? Nhìn chưa? Đó, cho nên học hằng đẳng thức là vô cùng lợi hại, phải biết, phải thuộc. Chúng ta có x trừ 3 bình phương cộng với x cộng 3 bằng gì? Bằng 0. Thế là mình đưa về tích chưa? Có gì là nhân tử chung con nhỉ? Có gì đây ạ? X cộng x trừ 3, đúng rồi ạ, có x trừ 3 là nhân tử chung. Ta có x trừ 3 đặt ra ngoài, bên trong còn x trừ 3 cộng mấy? Cộng 1 bằng 0. Mình thu gọn luôn trong ngoặc này nhé. Mình chúng ta sẽ có là x trừ 3 nhân x trừ 3 cộng 1 con này. Trừ 3 cộng 1 thì được là gì? Trừ 2. X trừ 2 bằng 0. Lại về bên kia mấy trường hợp con? Hai trường hợp. Nhưng chúng ta đã có học ký hiệu hoặc là rồi nha. Cho nên mình không phải ghi hai trường hợp nó lâu nha. Mình sẽ có là x trừ 3 bằng 0, x trừ 2 bằng 0, và ta suy ra x bằng 3, x bằng 2. Đây là cái hình dấu nó thẳng đấy nha, không phải nó ngoằn ngoằn đâu ạ. Vậy x bằng 3 hoặc x bằng mấy? 2. Làm được không? Nào, chữa bài đi. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy nhé. Hôm nay cố gắng cày ba phương pháp được thì tốt. Rồi. Một cái dễ nhất quả đất thì còn đang chậm chậm đây này. Nhỉ. Nào phần B. Thank you.
giống nó phải khác khác một tí nhỉ, đúng không? Nào, chúng ta nhận xét phần A mà bạn Sơn nhận xét phần A nào. À, vâng, phần C. Đương thử số chung là 2x ra ngoài thì còn x trừ 4 rồi. Hai trường hợp 2x bằng 0 thì x bằng 0, x trừ 4 bằng 0, x bằng 4, tốt. Nào, bạn Bảo nhận xét nốt phần D cho thầy. À, bạn phát hiện đây là hằng thức không? Số 1 đang bình phương của một tổng cộng với 3 là x cộng 2. Bạn đặt x cộng 2 ra rồi nhưng bị thiếu dấu gì đây? Đúng rồi, mở đóng mở vào cho nó kín đáo con nha, như này toang toàng như này là hỏng hết này. Đấy, chả che đậy gì cả thôi, đúng không? Đấy, có bạn bảo hở hang quá. Thì đúng thế thì nó che đậy vào nó khác nó mới đúng đi chưa, đúng không? Nhân lấy x cộng 2 cộng 3, cộng 2 cộng 3 thành cộng mấy? Cộng 5 đây này. Nhưng nó chỉ là 2 nhân x cộng 5 chứ x có được nhân đâu. Đúng chưa? Che đậy vào, che đậy vào. Vâng, và được x cộng 2 bằng 0, x bằng 0, 2, x cộng 5 bằng 0, x bằng 0, 5. May là trong trường hợp toán học rồi nha, trong trường hợp thực tế là chết đi. Thì cái ý nghĩa của nó là gì? Tức là chúng ta sẽ nhóm. À, cái ý nghĩa là chúng ta sẽ nhóm các hạng tử phù hợp để làm gì? À, để dẫn đến là chúng ta sẽ xuất hiện được cái nhân tử chung, xuất hiện được nhân tử chung. Đó, đấy là cái chìa khóa của cái dạng này, là chúng ta nhóm các hạng tử một cách phù hợp, nhóm tử phù hợp sao cho nó sẽ xuất hiện được cho chúng ta nhân tử chung, mà có được nhân tử chung là về dạng một là mình sẽ đưa nó về thành tích, có phải không ạ? Thì ra kìa. Đó, ví dụ bài số 2, phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Đó, ví dụ như thầy giáo sẽ đưa ra một cái bài toán là phần A chẳng hạn. Phần bài toán của thầy đưa cho là x bình cộng y bình cộng 5x cộng 5y cộng 2 lần xy. Đó, đây là một bài toán này. Thì các con nhìn thấy là nhân tử chung thì chắc là bó tay rồi, làm gì có chung đâu. Đây có x bình, đây có y bình khác rồi, đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải nhóm một cách phù hợp. Đấy, nhóm các hạng tử phù hợp để dẫn đến phải xuất hiện được nhân tử gì? Thì thầy nghĩ ra cái ý tưởng nó có một cái gì đó quen thuộc, x bình, y bình, 2xy. Nhìn vào đây quan sát ngay các phản thức số 1 chưa? Là bình phương của một tổng, khi đó nó sẽ xuất hiện là x cộng y bình phương. Chúng ta nháp. Thầy giỏi thì nhìn cái thầy ra ngay rồi, còn các con cứ ghi ra nháp vậy. Tôi có một cái định hướng xuất hiện là x cộng y bình phương. Hai thằng này nếu chúng ta nhóm thì có thừa số chung là 5 đưa ra ngoài lại xuất hiện là x cộng y chưa? Khi đó nó đã hình thành được nhân tử chung tiếp theo rồi. Đã xuất hiện được nhân tử chung chưa? Và chúng ta thực hiện được ngay, đúng không? Đấy. Khi xuất hiện được nhân tử chung thì đương nhiên chúng ta sẽ trở về cái dạng một thôi. Thì mình đặt nhân tử chung là xong không? Có phải không ạ? Đó, rồi. Như vậy chúng ta sẽ nhóm x bình cộng 2 lần xy cộng y bình phương cộng 5x cộng 5y. Đúng không các con? Rồi. Khi đó chúng ta sẽ có là đây, x cộng y tất cả bình phương
cộng với đưa thừa dụ là 5 không? Là x cộng y. Đấy, nhóm là vậy. Như vậy chúng ta có nhân tử chung là gì? Nhân tử chung là gì? Và x cộng y. Và tôi sẽ ngồi mời bạn Ngô Hải Anh trả lời thầy ạ. Chúng ta có nhân tử chung là gì ạ? Em thưa thầy là x cộng y ạ. Vâng, con đặt ra ngoài và bên trong sẽ còn lại là gì ạ? Thưa thầy là x cộng y. Và cộng mấy nữa? Cộng 5 ạ. Rồi, thế là ngon. Được chưa ạ? Đúng không? Thì một cái tình tiết khác, thầy viết lại cho các con một cái tình tiết như thế này. Thầy lại cho là b nhỏ. Thầy lại cho là x bình trừ y bình trừ 2x lại cộng 2y. Đó. Vừa cho hai đặc thức số 1 rồi, lại cho khác. Đấy. Thế thầy đã đang đưa ra những cái tình tiết khác nhau. Thầy không cho con tương tự. Tương tự thì nói. Ai đã phát hiện ra điều này chưa? Đấy. Nhóm các hạng tử phù hợp để sao cho xuất hiện được nhân tử chung. Thế là mình sẽ dùng dạng 1 để giải ngay. Đặt nhân tử chung là xong. Thế này. Cái này. Mắt nó phải sáng sáng chứ. Hạng thức số 3 là hiệu 2 bình phương không? Hiệu 2 bình phương hạng thức số 3 chưa? Hả? Thế thì mình sẽ có x trừ y nhân x cộng đi. Ồ, hai anh này. Mình đặt dấu trừ ra ngoài, đặt 2 ra ngoài sẽ được x trừ y chưa? Đúng không? Bây nhá, thầy nhóm này, thầy nhóm cho con nhìn nha. X bình trừ y bình này. Nhóm đơn giản nhất là cứ dùng dấu cộng để nhóm thì không bị đổi gì. Đổi dấu được học ở lớp 7. Đúng không? Cái này thức chưa? Bằng x trừ y nhân x cộng y. Rồi để xuất hiện được x trừ y mà hai đang khác dấu nhau, chúng ta đưa đặt âm ra ngoài cho đổi dấu nhá. Và có thừa số chung là 2 mình đặt ra ngoài không? Thì chỗ này đổi dấu thành dương không? Mình đưa 2 ra rồi đặt dấu âm rồi cho đổi dấu thành âm chưa? Nhìn nó có khâu đổi dấu nhá, đặt dấu âm ra chúng phải đổi gì? Đổi dấu. Còn đây là số 2 tôi đưa ra ngoài nhá, bên trong có x trừ y chưa? Đúng không? Và chúng ta sẽ có x trừ y nhân x cộng y trừ mấy? Trừ 2. Đúng không? Rồi. Thì toán học là một sự vận dụng sáng tạo. Thì thầy lại cho thế này để các con làm thế nào? Đó. Bây giờ thầy không cho tương tự, thầy cho sáng tạo. Học phải cần sáng tạo cơ. Nhớ phải nhìn được hàm đẳng thức nha. Bài nào cũng có hàm đẳng thức đấy. À, bây giờ tôi ưu tiên cho phía online trước. Ai xung phong làm ý C với thầy nào? Vâng, rất nhiều bạn. Rồi, mọi khi ưu tiên cho bạn Bách rồi thì hôm nay ưu tiên cho một bạn là mời bạn Nhật Minh trước đi. Vậy là em nhóm x bình trừ 2 x y cộng y bình ạ. X bình trừ 2 x y cộng y bình. Rồi. Cộng với y bình trừ y cộng x ạ. Rồi, ok. Bằng. Bằng với là x trừ y tất cả mũ 2 ạ. Rồi. Cộng với x trừ y ạ. Đấy, trừ y cộng x chính là x trừ gì? X trừ y và chúng ta có gì là nhân tử chung? Là x trừ y ạ. Rồi. Đặt ra ngoài, bên trong còn? Ở trong là còn x trừ y cộng 1 ạ. Rồi, rất tốt. Thiếu một số chính là số 1. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Ý B ạ.
Ý D. Mời một bạn trực tiếp đi nào, ai nào? Trực tiếp thì nhiều người giỏi quá mà người ta không muốn lên. Ưu tiên cho một bạn ở phía online đi, mời bạn Hân nào. Dạ, em đã thấy là đầu tiên là x bình cộng y bình trừ cho Nhóm bằng x bình hai x y rồi cộng y bình rồi trừ cho 5. à rồi cho con ghi thành 5z tất cả bình phương đúng không? Vâng. Đấy thì hiện sóng từ đây này, Và cái bằng này x bình trừ cái này bình là thức này này, rất tốt, siêu đấy. trừ y tất cả mũ 2 trừ 5z bình. Đấy, thành thức số 3 chưa? Cái này là không có nhân tử chung. Cái này bạn tôi cho chỗ này là vận dụng sáng tạo đây. Mà bạn này vận dụng được luôn, rất tốt, sẽ bằng. Tiếp đi con. A bình trừ B bình thế này, bằng. Sao mà bạn ấy mất mạng rồi à? X trừ Y trừ 5 gì? 5Z nhân X trừ Y cộng gì? 5Z. Đúng chưa? Bạn Hân thế nào đang trả lời thế lại không trả lời nữa Em đã cũng ngoại nha, nó không nghe được cái sao. à. CD rồi không e x bình trừ x y cộng x trừ y dễ g x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x cộng 1 dễ h x mũ 3 trừ 3 x bình trừ 4 x cộng 12 dễ phần k x bình trừ 3 x y trừ 5 x cộng 5 y dễ không khó khó tôi sẽ bảo khó là các con nghĩ cẩn thận hơn, tôi bảo dễ là nghĩ bình thường nó cũng ra. Thì bây giờ các con nhớ này, phương pháp nhóm hạng tử cái cơ sở ở nó thì đã cho các con ghi đây là nhóm các hạng tử phù hợp để xuất hiện được nhân tử gì, nhân tử chung đúng không? Thế này con nhóm cái này chưa, con đặt x ra ngoài thì được x trừ y là giống đúng cái này chưa, ngon rồi có phải không? Nhóm x bình trừ x y nhóm x trừ gì trừ y khi đó chúng ta có nhân tử chung ở trong cái ngoặc này không là x không, mình đặt ra ngoài được x trừ y chưa con, lại cộng với x trừ y khi đó nó đã xuất hiện cho con nhân tử chung tiếp theo là x trừ y chưa hả con đặt ra ngoài x trừ y và bên trong sẽ còn lại là x và cộng mấy ạ à? Cộng 1. Dạ nhẹ hơn chưa, nhẹ hơn cả cái kia hạng thức đúng không, thôi dụ nhóm và phải bật được hạng thức ra đúng không? Nhìn đi con nhanh lên. Dạ em chưa thầy. Em rút ra bằng x mũ 3 nhân x cộng 1. X mũ 3 nhân x cộng 1 à? À tức là con nhóm đúng không? Dạ vâng, x Thì mũ 4. các con nói như này, nếu các con phát biểu bằng lời để các thầy cô nghe, con sẽ đếm các hạng tử là cách nhau giống cộng trừ, đến là 1 2 3 4 thì bạn Hoàn sẽ nhóm là hạng tử thứ hai với hạng tử cuối cùng. Rồi nhóm Không thầy ơi. 4. Em Dạ. mở x mũ 4 cộng x mũ 3 và x cộng 1. À. Con nhóm cách của con thực ra cách nào nó cũng đều làm được mà. X mũ 4 cộng x mũ 3 con lại đổi ý rồi đúng không? Cộng với x cộng 1 này gì? Vâng. Vâng, bằng. Em rút ra x mũ 3 nhân x cộng Cái này 1. có rút x mũ 3 ra ngoài không? Đấy, được thừa số chung là x mũ 3 ra ngoài, thế là nó xuất hiện là x cộng 1 giống cái này chưa? Là tới đây là đẹp rồi đúng không? Thế còn nhá, tôi sẽ đưa ra một cái tình huống nhỏ nhỏ như này. Ơi cảm ơn bạn là Bá Hoàn ạ. Thì kể cả bạn Bá Hoàn sẽ nhóm cái tình huống là x mũ 3 cộng với 1 nhá. Thì bạn ấy sẽ có tiếp là x mũ 4 cộng x không? Chúng ta vẫn tạo nó ra x mũ 3 cộng 1 không? Con nhìn thấy chưa? Cái này đặt x ra ngoài được x mũ 3 cộng 1 lại giống cái này không? Có phải không nào? Đấy, rất nhiều cách nhóm. Rồi, như vậy chúng ta có nhân tử chung là x cộng 1 ra ngoài.
thì ở trong còn x mũ 3 cộng 1. Nhưng mà nếu bạn nào mà làm tới đây thì bạn ấy sẽ được 8 điểm. Nó còn một hướng nữa trong này này, đây lại là một hàng giải thức có thể đưa về thành tích được. Một là một mũ mấy ạ? Mũ 3 nó chính là tổng hai lập phương A mũ 3 cộng B mũ 3. Như vậy có thể ghi lại nó chính bằng x cộng 1 nhân x cộng 1 nữa nhân x bình trừ bình phương thiếu không? Tổng nhân với bình phương thiếu nam với nữ chưa? Bình phương thiếu của gì nhỉ? Của hiệu trừ 2x cộng mấy nào? Cộng 1. Đúng chưa ạ? Các bạn sẽ còn thiếu cái này. Bạn tới đây được rồi, thiếu. Phần hát nào, bao nhiêu người là online giơ tay nào? Phần hát thì mời Minh Phú nhá, Minh Phú làm thầy phần hát nào. Em thưa thầy là em nhóm là x mũ 3 đấy. Trừ 3 x mũ 3 đấy. À, con nhóm x mũ 3 trừ đi 3 x bình gì ạ? Vâng. Của con nó hơi nhỏ quá. Rồi, tiếp. Nhóm tiếp là âm 4x cộng 12. Đây này, số 4 và số 12 chúng ta sẽ tạo số 3 đây này. Nên nó na lá rồi. Như vậy cho này có nhân được chung là gì ạ? Em có thể là x bình ạ. À vâng, x bình ạ. Thật ra ngoài được x trừ mấy nào? X trừ 3. Rồi. Cộng 13 x trừ 3. À, trừ đi đúng không? 4 mình đặt âm 4 ra ngoài chỗ này còn đổi thành dương x này, chỗ này đặt dấu âm ra rồi còn trừ này, 12 đặt 4 ra rồi còn 3 chưa? Thế là xuất hiện nhân tử chung là x mũ x trừ 3 chưa ạ? Vâng. Rằng x bình trừ 4 nhân với x trừ 3. Được x bình trừ 4. Tới đây được chưa ạ? Chưa. Chưa, đúng rồi, các bạn thấy khôn rồi đấy, các bạn thấy đây là thức số 3 này. Hiệu hai bình phương a bình trừ b bình như này, 4 là hai bình không? Lại viết là thế tích tiếp. Chính là được x trừ 3 x trừ 2 nhân x cộng gì? Cộng 2. Được chưa? Rồi. Vâng, hôm nay online là nhanh nhẹn đấy. Mà bạn nào online giơ tay phát biểu tiếp phần ca nào. Ôi, các bạn thì không giơ tay nên nó khó. Gọi là bảo mic hỏng trả lời kiểu gì? Mời bạn Quang Khải nào. Nguyễn Quang Khải ạ. Em ạ. Vâng ạ, Quang Khải trả lời thầy phần ca nào. Em thưa thầy là em nhóm 3x mũ 2 trừ 3x y và 1 ạ. Rồi. Cộng với con nhóm từ nhất đến 2 cộng cộng 5y. Ok. Bằng bằng nó thì bằng là 3x nhân x trừ y. Rồi. Trừ 5 nhân x trừ y ạ. Đấy, con thấy chưa? Đây nhiều cao thủ lắm đấy. Rồi bằng em này là bằng x trừ y nhân 3x trừ 5. Đấy. Các con lưu ý là bạn Nguyễn Quang Khải là kể cả học online rất nhiều các bạn online học vẫn giỏi, đúng không? Chỉ cần mình ý thức thôi. Còn học trực tiếp mà không ý thức cũng không học giỏi được. Con hiểu chưa? Đấy. Cái quan trọng là do mình quyết định. Rồi, cảm ơn con. Chứ các con nhiều khi cứ nghe ai sư dạy và là học Zoom mà dốt, làm gì có chuyện, vẫn có nhiều bạn học giỏi chứ, nên do mình dốt ý. Đúng không? Do mình không để ý việc học ấy, do mình thấy thầy cô ở xa, mình tìm cách dối giá, mình tự mình làm mình dốt chứ. Thầy cô có bảo mình là con ơi, con học Zoom là con bị dốt đâu, đúng không? Thầy cô cứ dạy cho mình chữ thế chứ. Rồi chúng ta sẽ học thêm một phương pháp nữa. Hôm nay chúng ta sẽ học 4 phương pháp. Nghe. Chúng ta sẽ học 4 phương pháp, trong đó 3 phương pháp thầy giáo dạy, 1 phương pháp thầy giáo giao nhiệm vụ về nhà học. Bài giảng đấy đã có video mà thầy giáo giảng rất kỹ. Và nhiều học sinh đã nghe và làm được bình thường. Được chưa? Cái bài 4, cái dạng 4 ấy, chỉ cần học hết cái đấy là được rồi. Ghi chép bài, chụp lại cho tôi. Vẫn phải ghi chép bài nha. Ừ, nó chính là phần bài tập về nhà.
Bài tập về nhà lần này đơn giản là chúng ta học thêm được một phương pháp nữa rồi để tăng tốc độ lên, tìm cho còn một buổi nữa là xong. Đúng không? Ừ, buổi nữa chưa xong được, vì buổi nữa nếu mà may ra thì học được hai phương pháp, buổi nữa nó càng lên cao càng gì? Càng khó. Đúng không? Chúng ta sẽ đến với dạng số 3 trong buổi ngày nay, đó là phương pháp dùng hằng đẳng thức. Dùng hằng đẳng thức. Và chúng ta lưu ý nó có 4 hằng đẳng thức kinh điển giúp chúng ta đưa về thành tích. Tôi sẽ viết cái chiều đưa về thành tích cho các con xem. Hằng đẳng thức số 1 là hằng thức bình phương của một tổng. Nếu chúng ta có A bình cộng 2AB cộng B bình phương thì nó sẽ bằng A cộng B bình phương không? Có bạn bảo thầy, đâu tích đâu thầy? Đây, từ cái tổng này chúng ta nếu sử dụng vận dụng hằng thức là chính là A cộng B nhân A cộng B, vì nó lũy thừa là mấy ạ? Là 2. Đấy, cái đích của nó là hướng về tích này nhá. Nếu chúng ta vận dụng của nó, cơ sở của nó sử dụng là 7 hằng đẳng thức là nhớ và N hằng đẳng thức là nhớ nhá. 2, chúng ta sẽ viết theo chiều đường tích là A bình trừ 2AB, các con cùng ghi với thầy, cộng B bình phương bằng A trừ B bình. Rồi, A trừ B tất cả bình phương ạ. Hằng thức số 3 chúng ta viết theo chiều nào là có tích nhỉ? À, chúng ta sẽ viết tiếp là gì nhỉ? Thiện nhỉ? À, đó là gì nhỉ? A bình phương trừ B bình phương bằng A trừ B nhân A cộng D cộng B. Đấy, vế phải tôi hướng về tích hết. Thế chúng ta có biểu thức này, chúng ta sẽ viết được nó dưới dạng tích bằng cách sử dụng hằng đẳng gì? Hằng đẳng thức. 4. Thầy có A mũ 3 cộng 3 lần A bình B cộng 3 lần AB bình cộng B mũ 3 sẽ bằng A cộng B tất cả mũ mấy? Mũ 3. Và khi các con học về đặt nhân tử chung thì con biết cái này có thể viết với dạng khác. Con nhìn thấy này, chỗ này là 3A bình B, 3AB bình có gì là nhân tử chung ở đây? À, thì tôi có thể viết một cách khác của hằng thức số 4 như sau. A mũ 3 cộng 3 lần AB thì đã đặt ra ngoài. Bên trong còn A cộng B cộng B mũ 3 nó cũng sẽ bằng thằng trên kia. Đúng chưa? Có chuẩn không ạ? À, đây là một cái phần khác của hằng đẳng thức. Yeah. Nhìn thấy chưa? Có 3AB nhân chung thì nó đặt ra ngoài được A cộng B này. Hằng thức số 5. Này, các con phải thuộc ít nhất là như thầy nhé. 3 lần A bình B cộng 3 lần AB bình trừ B mũ 3 sẽ bằng A trừ B tất cả mũ mấy ạ? Mũ 3. Đúng chưa? Và có cách khác dựa vào đó, chúng ta có thể ghi hằng thức số 5 lại là đặt trừ 3AB ra ngoài. Ở bên trong còn A trừ B, cách viết này nó toàn dấu trừ này. Đúng không? À, thức số 6. A mũ 3 cộng B mũ 3 tổng hai lập phương bằng A cộng B. Ai chưa thuộc phải thuộc nhá, để bật được ra nhá. A bình, này là bình dương này thì nhân với âm này. Âm nhưng bình phương thiếu là thiếu số mấy? Thiếu số 2. Đấy, xóa đi là AB cộng B bình phương. Thức số 7. A mũ 3 trừ B mũ 3. Các con ghi vào nha. Để ôn lại, A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình gì? Bình phương. Nó sẽ đến với bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. A nhỏ x bình trừ 2xy cộng y bình cộng 10x trừ 10y b
Rồi đây là cái bài 3. Thì chúng ta nhận thấy là thầy giáo sẽ, vì cái thời gian nó gần hết cho nên tôi sẽ nói nhanh một chút ạ. Cái phần A thì không ghi lại đầu bài nữa, và chúng ta nhận thấy rằng là khi mình nhóm ba hạng tử đầu tiên, đúng không? Chúng ta sẽ nhóm thì được là gì nhỉ? X bình trừ 2xy cộng y bình phương. Chúng ta nhóm tiếp hạng tử tiếp theo, nó sẽ được là gì nhỉ? 10x trừ gì ạ? 10y, dạng này lúc trước mình đã va khá quen quen rồi. Nhìn thấy nó sáng lên là thức chưa? Nó sẽ có là x trừ y bình phương. Ở đây có, đây xuất hiện à, thì đặt đâu, nếu mà con đặt trừ 10 ra ngoài nó lại thay đổi dấu này. Chỗ này đang dương x này, thì con đây dương x đẹp rồi. Cho nên con chỉ đặt mấy thôi, đặt dương 10 ra ngoài, chỗ này còn nguyên dấu là x và trừ đi trừ y. Và có x trừ y là nhân tử chung. Chúng ta đặt ra ngoài được x trừ y cộng mấy ạ? Cộng 10. Rồi à, phần B các con có làm được không ạ? À? Phần B tương tự chúng ta sẽ nhóm ba hạng tử đầu tiên. Là x bình cộng 4xy cộng 4y bình trừ 25z bình phương và bằng cái này. Con này, đây là 2 lần x nhân 2y không? Cộng 2y bình phương chưa? Thì đây chính là hằng thức số 1 đấy, là chính là x cộng 2y tất cả bình gì? Bình phương. À, chúng ta nhẩm nha, 2 nhân x này nhân 2y đủ 4xy không? Cộng 2y bình là đúng ra cái này chưa? Trừ 5z tất cả bình phương mà dùng hằng thức số 3 chúng ta sẽ được là x cộng 2y trừ 5z nhân x cộng 2y cộng 5z. Được chưa? Ý còn lại này các con sẽ nhóm x mũ 4 với trừ 4x bình cộng với mấy ạ? À? Cộng với 1, vì x mũ 4 chính là x bình tất cả bình đấy. Đúng không? Xin lỗi các con, chúng ta sửa chỗ này số 4 nhá. Thì nó mới đúng được ạ. Đây là 4 nhá. Số 1 là số 4 nhá. Rồi. À, phần D tương tự nhá. Bài tập về nhà thầy giáo sẽ gửi video cho các con. Các con sẽ hoàn thiện cho thầy phương pháp là sử dụng phương pháp tách hạng tử nhá. Tôi sẽ gửi trên nhóm cho ta xem và cho ta hoàn thiện nốt cho thầy. Các bạn hoàn thiện xong và gửi bài cho thầy hôm nay là thứ tư trước 22 giờ ngày thứ sáu, tức là có 2 ngày để các con làm bài về nhà cho thoải mái rồi nha. Hay là thứ bảy ạ? 22 giờ ngày thứ bảy gì? Nếu 22 giờ ngày thứ bảy có cần thêm bài tập không?